Chào đón quý vị đến với kênh của Tuấn Âm Thanh Phú Thọ. Hôm nay em khui hàng với dòng loa để cho quý vị chơi Tết đây. Những dòng loa này bác nào có nhu cầu mua sắm Tết thì chuẩn bị dần giúp em đi. Không dồn hết sang tháng sau, các bác có dồn em có đưa tiền gấp đôi em cũng không chuyển được cho các bác đâu. Bác nào có nhu cầu thì nên mua sắm dần, về sau thế thôi. Còn với em thì Tết hay không Tết thì giá nó vẫn như thế, chứ không có nâng tí nào cả. Bác nào theo dõi kênh đã biết rồi. Những năm về trước với chương phương châm của em bán hàng không phải Tết là em nâng giá cho các bác đâu. Năm ngoái em kia em Tết em còn giảm, mình nâng. Nhưng mà đến lúc đó giảm các bác thi nhau lấy thì không thể lấy suốt hết được. Bởi vì là bên vận chuyển họ không đáp ứng được chuyển giáp Tết, họ nhiều quá, không đáp ứng được chuyển hàng đâu. Khi Tết vào rồi thì cái gì các bác cũng nhờ bên vận chuyển bưu điện hoặc là họ chuyển từ gạo nước đủ các thứ, nên khi đó chuyển nó rất là vất vả. Nên các bác nào có nhu cầu mua sắm thì cũng sắm dần đi. Không mà dồn lúc đấy là có dồn em bó tay. Sau đây em sẽ chào đón các bác đến với lại toàn hàng gấu. Nói tóm lại là toàn hàng gấu, toàn hàng khủng, toàn hàng độc. Để chào đón các bác đến với đây. Đây là bên này là loa, cả loa karaoke và nghe nhạc. Ngoài ra thì đây loa tay về, có cả loa tay luôn cho các bác đấy nhé. Có nhiều bác các bộ dàn karaoke hoặc các bộ dàn nghe nhạc nó thiếu lời thì đây là những đôi loa hỗ trợ lời, loa tay cho các bác. Cả center cũng có. Chút nữa em giới thiệu. Bắt đầu giới thiệu bên này đi. Con chó này kia nó cắn nước tai. Đây là đôi loa đầu tiên, đó là đôi loa MUF. MUF, đôi loa này đến từ nước Đức. Dòng loa đến từ nước Đức. Con này thì gia đình nhà các bác chỉ cần duy nhất một đôi này thôi. Loa đến từ nước Đức. Con này vừa hát vừa nghe nhạc rất là hay. Con này có mức giá là 9,8 triệu. Chút nữa em sẽ giới thiệu chi tiết sau. Còn bây giờ giới thiệu nhanh mức giá cho chọn cho nhanh. Đôi loa này đến từ nước Đức này, karaoke này. Đôi thứ hai đó là đôi loa Calip. Con loa Calip này tép còi này, hai lỗ tung hơi, dòng khủng. Có mức giá 5,9 triệu. 5,9 triệu. Không. 5,9 triệu. Đôi tiếp theo nữa là đôi loa AR. Con AR này các bác đã nhìn rồi, con này mắt xanh. Con này mắt xanh và có tí mỏ đỏ. Đấy, dòng này mắt xanh mỏ đỏ quá nhé. Dòng AR này bát bên hông, có bát súp ở bên hông. Bát bên hông. Có mức giá là 6,9 triệu. Riêng đôi loa AR này thì bác nào nhanh nhá, 6,9 triệu. Giá quá bèo rồi, 6,9 triệu. Sang đến đôi loa JBL. Đôi loa JBL HP520 này có mức giá là 23,6 triệu. Có khách gạch rồi. Có bác khách nào gạch rồi. Có khách rồi, gạch rồi. Tiếp theo sang đến hai đôi loa Infinity. Bát thật hết. Hàng phải nói luôn là quá đẹp. Con này vừa đẹp vừa sang. Cái nước màu sơn của nó đẹp sang. Có mức giá là hai đôi này đều là một model. Đôi này có mức giá 10,8 triệu. Đôi này có mức giá là 10,2 triệu. Cái đôi 10,2 triệu như hôm qua em đã giới thiệu cho các bác rồi, em quay rồi. Nhưng hôm nay tiện nói luôn. Nó có bị cấn đây này, cái đôi 10,2 triệu nó cấn một tí đây này. Nhưng nó nằm phía trên. Thật ra nhìn bên ngoài vào như này cũng chả lộ. Đấy, các bác nhìn ngoài vào không lộ. Nhưng nó bị cấn cái góc đấy thì em bớt đi 600 cho các bác. Nó còn 10,2 triệu. Hai đôi này nó đều là một model. Đây này. Nó có model là Infinity CS3007. Tất cả dòng này có lỗ thông hơi phía sau hết. Bốn con này lỗ thông hơi tất. Loa đẹp lắm. Phải nói luôn là loa đẹp xuất sắc luôn. Hai đôi này có một cái màu nó gần giống nhau. Cái đôi giá 10,8 triệu này thì nó sáng màu hơn. Còn cái đôi 10,2 triệu nó thẫm màu hơn một chút. Đấy. Đều là bát thật. Giá em đã báo rồi. Tiếp theo nữa này. Tiếp theo là đến đôi loa tay. Em giới thiệu giá cho nhanh đã. Đôi loa tay con này là con loa tay bèo hay bèo gì đây này. Anna. Đấy, con này trước em đã bán rất là nhiều. Erana. Con này loa của Đức. Đây, đấy. Loa của Đức đây. Made in gì đây. Nói thêm con này trước đây, con này có công suất 70W một loa. Trở kháng 6 ohm loa Đức. Có giá 1,8 triệu. Trước toàn 2,9 triệu mấy đấy, 1,8 triệu. Quá bèo rồi các bác nhé.
Ê căng có đầy đủ loa đức 1,8 triệu. Được chưa? Con này nghe hay lắm, thiếu lời. Tiếp theo sang đến đôi loa Pioneer. Con đôi loa Pioneer này cũng có giá là 1,8 triệu. Để em quay cái mặt cho quý vị nhìn này. Con này báo cáo quý vị là nó quá nặng luôn, lỗ thông hơi phía dưới cùng. Bác nào lấy loa có lời đây nhá. Tại sao em lại bảo nó này, đây này, con này lời này. Con này củ mới chóa loa bằng nhau. Đây cái củ nó lồi đằng sau này. Bác nhìn em quay ngoài này cho nó sáng cho bác nhìn cho thích. Đây này. Củ mới chóa nó bằng nhau luôn. Cái củ. À các bác nhìn đây này. Con Pioneer này nó không đơn giản đâu, con này có mức giá là lao đây xem nào. Con này bác nhìn nhá. Pioneer SC505 có mức giá là 1,8 triệu một đôi. Công suất của em nó là 160W một loa, nhìn thấy chưa? 160W một loa, loa nặng như cối đá luôn, 160W một loa. Vậy là đôi này với 320W đấy, loa lời thoải mái nhá. Giá 1,8 triệu một đôi này. Sang tiếp tục đến đôi loa AR. Đôi loa AR cũng có giá là 1,8 triệu một đôi. Ôi loa AR loa tay này. Con AR này, đây, phía trước có chữ AR. Con này loa tay cũng được mà loa nghe nhạc luôn cũng được. Thứ nhất là đây, em nhấc nó xuống đó cho nó quý vị nhìn này. Đây. Em nhấc xuống. Này. Nó là nó có đế nhá, nó có đế chân để dưới này, các bác nhìn đế chân chưa? Đấy, nó có đế chân này. Đấy. Đây, phía sau đây. Cổng vào, đế chân. Con này có mức giá là 1,8 triệu một đôi. RR đây, rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn chưa? AR, đây, nó đây. Chỉnh nó luôn. À, còn dưới cùng đây là con loa Center Pioneer. Con Center Pioneer này bác nào mua, alo, con loa Center, loa Center Pioneer này có mức giá là 900 con loa Center này. Bác nào lấy luôn Center mà cả đôi này nữa thì báo cho nó vào bộ Pioneer. Con này cũng 160W một loa, 160W một loa, giá 900.000 con Center này. À, sau đây vào với lại chi tiết của đôi loa karaoke dòng loa đến từ Đức này. Các bác cứ search vào Google hộ em nhé. Mã loa tên của nó đây, MUF này. Về cái về hình thức bên ngoài thì đôi loa này phải nói luôn là nó quá đẹp. Nó quá đẹp. Màu sơn của Ekang là màu sơn cà phê, màu cà phê. Cà phê rất là đẹp. Vỏ thùng vách phải nói luôn là đẹp xuất sắc. Loa này báo là loa mới cũng được. Loa mới cũng được luôn. Được chưa? Đẹp xuất sắc. Được chưa? Mức giá là 9,8 triệu một đôi này. Đấy, 9,8 triệu. Về phía sau đây. Đấy, về phía sau là tay xích loa. Đấy. Đường cấp tín hiệu vào đây. Tên của nó là MUF Model TS12. Bác nhớ hộ em cái model này nhé, em báo luôn rồi đấy. MUF TS12. Con này công suất tối đa Point Max, chịu trở kháng Point Max công suất tối đa 1400W. Đấy là chịu công suất chịu tối đa, trở kháng 8 ohm. Dòng loa này đến từ Đức, còn rất là đẹp, phải nói luôn là khá là đẹp, đẹp lắm đó. Như này đẹp. Với báo cáo với các bác là gia đình các bác chỉ cần duy nhất một đôi này thôi, không cần phải súp trầm. Đối với con loa dòng loa của Đức này, nó chất bát nó xuống rất là sâu và ấm, nên nó không cần thiết phải dùng trầm. Nó được thiết kế với một bát 30, một thốc còi, chưa? Chỉ cần duy nhất một con này thôi, không cần phải, nó đáp ứng thoải mái cho quý vị giải trí, nghe nhạc cả nghe. Con này đẹp cả nghe lẫn nhìn đều hay. Nha. Mức giá 9,8 triệu phải nói luôn là một mức giá quá hợp lý cho các bác rồi. Chiều ngang của nó thì nó khoảng độ 38 cm. Chiều sâu chắc cũng phải 38. Còn về chiều cao xem nào. 1, 2, 60, 58 đến 60 gì đấy, khoảng đấy. Mức giá 9,8 triệu. Đôi loa karaoke này, đôi này thì báo cáo với quý vị là em vừa nói rồi mà, nó hay, nó đẹp, cả nghe lẫn nhìn đều chất luôn đấy, đấy. Nhá, cả nghe lẫn nhìn luôn, được chưa? Hết với giới thiệu đôi loa karaoke để sang với con Calip. Con Calip này thì em nhớ là em đã bán rồi, đã bán nhiều đôi rồi, và những cái mức giá của ngày trước thì nó khá là cao, nó khá cao, cũng như nhiều clip em nói với các bác rồi đấy. Giờ là mình nhảy đến tận ngọn rồi, mua tận gốc bán tận ngọn, mua gốc bán ngọn, nói thẳng như thế thì các bác đã đỡ được một cái khâu trung gian. Ngày trước là em lấy của một bác, qua một bác nữa, nhưng bác đấy bây giờ bác nghỉ hưu rồi,
bác ấy không làm nghề này nữa, bác đi với các con cháu thì bác cho cái mối, có nghĩa không qua bác nữa, thì tự nhiên những mặt hàng giá thành loa của em nó xuống hơn, nó rẻ hơn rất nhiều cho các bác, và đấy là khách hàng các bác được lợi thôi, được hưởng. Đôi loa Calip này có mức giá là 5,9 triệu, 5,9 triệu, thì nó phía dưới cùng nó được thiết kế với hai cái lỗ thông hơi vật vã như này. Con này cho chất bát xuống thì mê rồi. Nó thiết kế với lại một bát 20, gân vàng giấy, gân cao su lõm, gân lõm, tép còi, tép còi e-căng đầy đủ. Có mức giá 5,9 triệu. Về phía sau đây, về phía sau thì em mở cho quý vị nhìn thông số của nó đây. Đây là con Calip gen cái gì 3000 này này. Bác đọc của em đi. Em cũng chịu. Đấy, em cứ đi sưu tầm hàng ngon này cho các bác đây. Chứ còn biết về loa thì cũng không được biết lắm. Rất là mong được sự đóng góp giúp đỡ của các bác. Đây. Tango Calip hay cái gì này, các bác đọc của em. Trở kháng 8 ohm. Về con loa này thùng vách tất cả còn rất là đẹp. Với mức giá 5,9 triệu thì nó vào một mức giá quá bình dân. Chiều ngang này nó khoảng độ 28 cm, 26 cm. Chiều sâu này cả e căng nó phải 28. Đấy. Về chiều cao nào, 1 2 3 4 chiều cao nó tầm khoảng độ 75 cm. 75 cm ạ. Đấy. Mức giá 5,9 triệu. Tiếp theo sang đến con loa AR. Thì với loa AR này, nói tóm lại là những dòng loa AR như thế này thì chỉ xong tay cái loại của em là sẽ có khách đặt ngay. Vì những đôi này thì nó quá chất rồi. Nó chất về cả hình thức nhé, là vẫn là chất lượng. Và nó lại được thiết kế cực kỳ nặng. E căng con này thì rất là đẹp. Đây là con loa AR được thiết kế với lại súp ở bên hông, loa bát bên hông. Loa bát ở bên hông. Để em đi ra sau cho các bác nhìn chi tiết cái model. Lỗ thông hơi của nó đặt phía sau đấy ạ. Lỗ thông hơi nó đặt phía sau. Này. Lỗ thông hơi của nó đặt phía sau. Đây là con loa AR Acoustic. Con AR Acoustic model AR11. AR Acoustic model AR11, con này trở kháng 8 ohm ạ. Trở kháng 8 ohm. Con Acoustic AR11 đúng chưa? Trở kháng 8 ohm. Con này hai cầu có thể đánh DJ được. Một đánh DJ thoải mái nhé, hai cầu. Đấy, bên này thế, lỗ thông hơi phía sau. Này, các bác nhìn này, lỗ thông hơi em còn chưa thèm lau bụi, nhìn này, nhìn. Đấy, nhìn chưa? Có mức giá là 6,9 triệu, 6,9 triệu. Con này có mức giá 6,9 triệu. Còn con loa JBL này thì em đã báo là có khách chốt rồi, 20 mấy triệu, 23,6 triệu, 20 mấy triệu có khách chốt rồi, đặt cọc rồi. Cứ bỏ trong kia chưa? Đấy, 23,6 triệu. Con JBL này là dòng JBL model là HP520. Con này thì nó cũng xếp vào một dòng nó như kiểu là động vật quý hiếm. Riêng đôi JBL nhìn như thế vậy thôi. Nhưng trong lõi của đôi JBL này nó còn hai con loa bát nữa đặt được đặt bên trong. Hai con loa súp nằm bên trong nữa. Còn phía trên cùng đây là lớp tản. Tản âm 8 ân, tán âm. Nhịu hết cả mồm. Đấy, với bát nhọn trong này nó tán âm này. Chưa? Đôi này có mức giá là 23,6 triệu. Còn về Infinity này em vừa nói các bác rồi, có mức giá rồi. Và em báo kích thước cho các bác thôi. Nên chiều ngang của nó khoảng độ 30, 28, 30 cm. Chiều sâu thì nó phải tầm 38 cái căng. Còn chiều cao chưa nào, 1, 2, 3, 4. 4 gang cũng thừa, nó tầm khoảng độ 95 cm. À chết, 90. Nó tầm 85 đến 90 cm khoảng đấy, chiều cao. Và mức giá em đã báo các bác rồi là đôi này có mức giá là 10,8 triệu. Và đôi này là 10,2 triệu. Chỉ đôi 10,2 triệu nó bị cái cớn kìa. Thì cái cớn này em nói thật là nhìn trên nghiêng này bắt đầu mới thấy. Chứ nhìn ngang vào thì chả ai thấy cái gì cả. Nhưng em vẫn phải báo. Nó báo và tụt cho các bác giá. Tụt đi. Tụt đi cho các bác 600.000. Được chưa? Đấy, vừa rồi là một số clip giới thiệu đến các bác các hãng loa. Loa tay em giới thiệu rồi. Ngoài ra thì bác nào đây OHM hàng đóng cái. Ngoài ra thì loa OHM 2 bát 20 củ từ to này em đã giới thiệu rồi. Đây, về cũng rất là nhiều cho các bác. Có mức giá 4,950. OHM rất là nhiều.
Nói tóm lại là nhiều lắm, hàng thì nó về liên tục bạt ngàn. Ngoài ra thì đầu giải mã các loại, đầu giải mã DAT rồi MD rồi là CD, từ 3-4 triệu trở lên đều có hết. Và những chiếc mã đầu giải mã như thế này thì không thể thiếu được cho quý vị, nhất thiết phải có trong gia đình quý vị để chạy từ TV internet xuống thì nó mới hay được. Chưa? Đấy, nó mới hay được. Ngoài ra thì đầu giải mã rồi còn lọc nguồn, lọc nguồn, cấp nguồn, những bộ dàn âm thanh hay bây giờ nó do cái nền công nghiệp nó phát triển, máy khoan, máy gò, máy cắt, tất cả nó được chạy và nhiễm lên cái đường điện sinh hoạt hàng ngày, nên là nó đã sinh ra những cái lọc nguồn như này. Đây là những cái lọc nguồn này để nó lọc cái đường tín hiệu đầu vào cho những bộ dàn của quý vị nó không bị sôi. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ.